Đồng hồ vang vọng xin được kính chào tất cả các bác. Hôm nay đồng hồ vang vọng cùng với các bác sẽ quay lại lịch sử của ngôi làng Mobile của đất nước Pháp. Nơi đây là nơi sản xuất ra những chiếc đồng hồ FFL nổi tiếng thế giới. Và đây là những cỗ máy thời gian với những bản nhạc giao hưởng âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Đặc biệt là bản Westminster thì được thể hiện trên một chiếc đồng hồ FFL. Thì các bác cũng thể thấy đây là một bản rất là tuyệt vời mà thương hiệu FFL muốn giới thiệu đến các bác. Ngay trước màn hình nhỏ của các bác, phía bên tay trái là một chiếc FFL số nổi vàng, kim vàng, nắp vàng. Và bên tay phải các bác là một chiếc đồng hồ FFL số nổi đen đặc biệt, kim sần. Đây là cũng là một phiên bản rất là cao cấp. Cả hai chiếc đều có vẻ đẹp rất là tuyệt vời và tự nhiên. Thiết kế thùng bè với các hoa văn nổi tạo hình, với phần kính bên dưới cách điệu để lộ ra hai phần quả nắc rất là sáng bóng. Bây giờ em sẽ quay sát để các bác có thể ngắm chi tiết. Em sẽ giới thiệu chiếc đầu tiên, đó là chiếc có mã số là 842. Sở hữu một mặt kính trước là một mặt kính cong, tạo độ sâu cho mặt số nổi này, đen, kim sần. Phần kính bên dưới trắng gương, cách điệu để nạo ra phần quả nắc rất là sáng. Các bác có thể thấy ngay phần người đang quay gương. Thùng thiết kế hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, được vát để các họa tiết này, các đường kẻ này, song song với các họa tiết là 4 chùm quả được đối xứng 4 góc cạnh thùng rất là cân đối. Đây là một chiếc thùng theo nhận xét khá là đẹp, với một chiếc tay cầm được tô điểm thêm tạo nên vẻ đẹp cao cấp. Đầy đủ hai tay móc khóa. Và các bác có thể thấy ngay phần bên trong nguyên bản 100%, đầy đủ tất cả. Các bác có thể thấy ngay đây là một mặt số rất là tuyệt vời, theo nhận xét một mặt số đẹp và còn trong tình trạng là trên 96%, kim sần rất là đặc biệt. Các bác nhìn rõ không, logo FFL và một ký hiệu tên ngôi nào MobiFL. Đây là Made in Fancy, rất là đầy đủ. Đây là một chiếc còn rất là đầy đủ, là còn nguyên 100% phụ kiện. Ốc bắt chân đế các bác để ý ngay. Các móc treo này, tay lên cót zin này, các đầu dây khóa này còn đầy đủ luôn. Quả nắc rất là sáng bóng, các ốc chốt tường còn nguyên. Đây là một chiếc nhận xét còn đẹp đến tầm 96%. Các bác có thể thấy ngay này, từng chi tiết một chưa xuất hiện sự han rỉ nhiều. Và đặc biệt hơn, còn nguyên giấy tờ mà người ta đã mua bán. Theo em được biết chiếc này mua vào năm 1957. Đầy đủ thông tin, rất là tuyệt vời đối với những chiếc mà còn đầy đủ thông tin như này. 8 gông 8 búa, thanh chống máy, tất cả mọi chi tiết còn đều rất là đẹp. Em sẽ test luôn tiếng chuông để các bác không phải đợi chờ lâu. Các bác cũng vừa được thưởng thức âm thanh của bản Westminster, một âm thanh đặc trưng của thương hiệu rất là vang và du dương. Em sẽ chuyển qua chiếc thứ hai có mã số là 798. Thiết kế thùng sẫm màu rất là phù hợp để các bác có thể là phối hợp cùng với đồ gỗ trong nhà của mình. Tay cầm bằng kim loại này, được tô điểm này rất là cao cấp. Cũng là một mặt kính cong để lộ ra phần mặt số nổi vàng, kim vàng, tạo độ sâu cho mặt số. Logo thương hiệu FFL Made in Fancy, kim mặt ngỗng đặc trưng. Đây là được gọi là thùng bông hồng
vì có hai bông hồng nổi được đối xứng hai bên. Thùng thì đã được thiết kế này, uốn lượn sao cho hài hòa và tuyệt vời nhất. Phần kính đã được cách điệu này, các họa tiết vàng để lộ ra phần quấn lắc vàng bên trong cũng rất là sáng. Các bác có thể ý ngay phần người đang quay phim. Một thiết kế cực kỳ là cao cấp và hoàn hảo của thương hiệu FFL. Chiếc này còn đầy đủ tất cả các phụ kiện này, tay móc này, đầy đủ. Đi vào bên trong, nguyên bản và rất là đáng giá. Ốc chốt tường này còn đầy đủ phần của nắp màu vàng này, khóa gông 8 thanh gông xanh đen, các ốc chân đế này có để nguyên, tay nền cót zin, và chiếc này cũng còn giữ được cả giấy tờ rất là quý giá. Chiếc này thì còn là giấy tờ, đó là tờ hướng dẫn của thương hiệu FFL. Thanh chống máy 8 gông 8 búa và bộ máy hoạt động cực kỳ là đều và tất cả các chi tiết cũng rất là đẹp, không có điểm chê. Phần mặt số nổi vàng rất là sang trọng và cao cấp. Đây là mặt số cũng có vẻ đẹp tầm trên 94%. Em sẽ test luôn tiếng chuông để các bác có thể là được nghe thử âm thanh. Đây cũng là một chiếc sở hữu âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Cả hai chiếc FFL mà đồng hồ Vang Vọng muốn giới thiệu với các bác, đẹp cả về tổng thể và cả về âm thanh. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng.